Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nè. Hôm nay Linh sẽ nấu món cà ri gà. Bữa trước ông xã Linh mua, Linh nấu hết phần nửa, còn lại nửa con đó. Hôm nay Linh nấu tiếp tục nấu cái món cà ri gà. Bây giờ Linh xấy tỏi với xả nè cho nó thơm, rồi Linh đi xào gà để nấu. Gà này Linh cũng chần qua nước sôi rồi nè. Giờ Linh bỏ vô Linh nấu. Gà này dạng gà đá cả nhà, cái thịt nó dai ngon lắm. Mình nấu cà ri là đúng đúng điệu luôn á, ngon lắm. Nó vừa dai mà thịt nó ngon. Gà này thịt nó nhiều thịt lắm, tại vì người ta gà đá đó người ta nuôi á, người ta cho ăn lúa chắc thôi mà, nên thịt nó săn chắc nó ngon, cái da nó giòn giòn á, giòn giòn dai dai ăn ngon lắm. Giờ Linh sẽ bỏ nghệ vô. Linh sấy mà quên bỏ cái mà bột màu điều vô, nên bây giờ Linh bỏ sao nước nó tan lên đây. Linh sẽ nêm vào đây một ít nước mắm, một ít muối, một ít bột ngọt, đường, nấu đường cho nó nhiều một chút. Linh xào cho phần gà này nó thấm cái gia vị, rồi Linh sẽ đổ nước vô. Gà Linh xào nãy giờ nó cũng săn rồi, bây giờ Linh đổ cái nước vô, cái phần nước cốt nghì vô Linh nấu luôn. Gà đá này thịt nó dai nên Linh hầm nó hơi lâu một tí. Rồi Linh để đây cho lửa từ từ nó chín. Gà Linh nấu nãy giờ cũng đã mềm mà, bây giờ Linh cho cái phần khoai vào. Khoai này thì Linh cũng đã luộc trước rồi nè. Linh lọc vỏ ra rồi Linh bỏ vô đây luôn. Luộc trước cái phần khoai nó không bị gã. Thêm ít đường vô. Ít muối. Ít bột ngọt. Cà ri này Linh nêm cũng vừa ăn rồi, bây giờ Linh cho cái phần nước cốt nhất. Phần nước cốt nhất nè, nãy Linh có pha thêm miếng bột bắp á, đổ vô cho nó lên cái nước á, chấm bánh mì cho nó ngon. Giờ Linh sẽ cho cái phần hành tây vào. Cái nồi cà ri của Linh cũng đã chín nè, Linh sẽ tắt lửa dọn ra. Giờ Linh múc cái phần cà ri này ra tô. Nấu gì khoai nha, không có gã ra nước nó cũng không lành, mình phải bỏ cái bột bắp vô thêm cho nó lên nước. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà hôm nay Linh sẽ làm cái món cà ri gà cả nhà. Món
cái gà Linh làm cũng hoàn thành rồi nè. Bây giờ Linh mời cả nhà ăn món cà ri gà cùng với Linh nha. Gà này Linh nấu bằng gà đá, thịt nó dai nó ngon lắm. Bây giờ Linh sẽ nặn miếng chanh vô cái muối tiêu này, Linh chấm cái muối tiêu chanh này. Mà gà này ông xã Linh mua nè, mua gà người ta đi đá mua lộ nên người ta bán cái mua gà này, thịt nó dai nó ngon. Linh sẽ múc gà nước ra đặng chấm bánh mì. Cũng lâu rồi á Linh không ăn món cà ri á, sáng nay có gà Linh nấu món cà ri cho mấy đứa nhỏ ăn, với giả lại cuối tuần á Linh cũng nấu cho hai đứa nhỏ nhà Linh nè. Giờ Linh mời cả nhà ăn cùng với Linh nha. Linh sẽ ăn chấm với bánh mì. Ngon không? Béo nữa. Béo thơm. Ăn cái miếng thịt đầu tiên. Gà này dai, phải ăn chắc dùng tay mới nổi. Cái da của nó ăn ngon không? Da nó ăn sực 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 chứ. Gà Linh nấu cũng mềm mà chứ không còn dai nữa. Gà da nó mỏng mà, da nó giòn ăn nó sực sực. Thôi Lan, Thôi Lan nó bột, nó ngọt, nó ngon. Thôi Lan Linh ha, gọi là Thôi Lan Đà Lạt á, củ màu nó tím tím á, trong trong thì nó vàng, ăn nó ngon. Bây giờ quên chấm cái muối tiêu, cái này cần cổ nó có cái da nhiều, cái da nó ăn ngon, rồi chấm vô cái muối tiêu.
cổ nó dai nhiều, ăn cái miếng nó ngon quá. Hôm gài lên coi phim, hôm gài lên lo coi phim không nữa nè, nên bỏ cái kênh, bỏ hôm gài bỏ lăn lóc cái kênh của Linh. Hôm nay Linh coi hết được bộ phim nè, bây giờ Linh sẽ xem tương tác lại cho các bạn mới được. Hôm gài mê phim không? Phim mà không coi rồi coi thôi nó mê. Để gắng coi cho hết. Hết 40 tập. No à cả nhà, thèm nấu ra ăn cũng không được nhiều, nấu ra hình như mệt rồi cái ăn không ngon, chắc chiều chắc sẽ ăn ngon hơn. Video của Linh chia sẻ đến đây xin khép lại cả nhà. Cả nhà mà cứ yêu mến kênh của Linh á, giờ xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt cả nhà.